Chưa đầy 30 phút đi qua, bão số 5 với sức gió cấp 8, giật cấp 11 đã làm tan hoang hệ thống cây xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt trong đó có nhiều cây cổ thụ. Bên cạnh cây xanh, cơn bão cũng làm 10 nhà sập, 6.770 nhà tốc mái và hư hại. Cơn bão cũng đã làm một người thiệt mạng là ông Lương Văn Tư, 47 tuổi, quê Nam Định, ở xã Phong Mỹ. Ông Tư bị cây gãy đầy chết. Trên địa bàn tỉnh có 95 người bị thương. Toàn tỉnh có 95 hectare rau màu, 300 hecta cây ăn quả, 30 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển có gió mạnh kết hợp chiều cường, sóng lớn cao đã làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10 m, dài khoảng hơn 6,2 km. Bão số 5 đã gây mất điện toàn tỉnh với 280 hộ gia đình và 2050 trạm biến áp hư hỏng, gần 200 cột điện gãy đổ,